Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, trong thông điệp liên quan đến bí mật Fatima thứ hai, có một người giáo dân đã hỏi, sau đó mắt chúng con hướng về Đức Bà. Ngài hết sức âu yếm và buồn bã nói với chúng con: chúng con đã thấy hỏa ngục, nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương đi vào. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính trái tim vô nhiễm. Nếu điều Đức Mẹ nói với các con được thực hiện, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình. Và đọc đến đây con mừng lắm, vì nghĩ rằng các linh hồn nơi hỏa ngục có thể được cứu. Nhưng con lăn tăn lắm, con được đọc rằng hỏa ngục đời đời. Vậy các linh hồn nơi hỏa ngục có thể được cứu hay không, và được cứu nhiều hay ít là tùy vào lời đáp trả của nhân loại trước lời mời gọi của Mẹ Thiên Chúa Mẹ Maria. Và chắc chắn là không thể cứu được tất cả các linh hồn bị trầm đọa hỏa ngục. Xin cha chỉ dạy. Con cũng cảm ơn cha, nguyện xin tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn tỏa chiếu nơi cha. Đó là một chị với tên thánh là Maria Magdalena tên Thu. Chị đã hỏi câu hỏi với cha Anton Padova Hà Văn Minh, cha thuộc giáo phận Phú Cường, và ngài đã trả lời như sau. Ngài nói rằng: chị Thu thân mến, chị đã hiểu sai bí mật Fatima thứ hai rồi. Chị phải hiểu nội dung bí mật về hỏa ngục như thế này. Chúng con đã thấy hỏa ngục đó là nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương phải tới. Tức là Đức Mẹ chỉ cho ba trẻ thấy hỏa ngục, nơi ở của các linh hồn tội lỗi. Bí mật nói tiếp: để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính trái tim vô nhiễm. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình. Điều đó có nghĩa là Đức Mẹ đang nói tới những linh hồn tội lỗi sẽ rơi vào hỏa ngục, chứ Đức Mẹ không nói những linh hồn đang ở hỏa ngục. Cụm từ để cứu vớt họ, tức là cứu vớt những người đang ở trong tình trạng tội lỗi, có nguy cơ sẽ đi vào hỏa ngục, chứ không phải cứu những linh hồn đang bị đọa đày nơi đó. Chân lý mà Khải đã tỏ cho biết, kẻ đã đi vào hỏa ngục thì chẳng bao giờ rời khỏi đó được. Chúa Giêsu đã minh định những người ở hỏa ngục thì sẽ muôn đời muôn kiếp chịu cực hình, trong Thánh Sử Matthew chương 25 câu 46. Đối với sách giáo lý Công giáo đã dạy và cũng là giáo huấn của Hội Thánh, nói rằng tội trọng là một khả năng căn bản của sự tự do nhân loại, cũng như chính tình yêu tội trọng phá hủy đức mến, làm mất ơn thánh hóa, nghĩa là mất tình trạng ân sủng. Nếu tội trọng không được chuộc lại bằng việc thống hối và ơn tha thứ của Thiên Chúa, nó sẽ đưa tới việc bị loại ra khỏi nước Thiên Chúa và cái chết muôn đời trong hỏa ngục. Vì sự tự do của chúng ta có khả năng thực hiện những lựa chọn vĩnh viễn, không thể hồi lại được. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta có thể phán đoán một hành vi nào đó tự nó là một lỗi phạm nặng, chúng ta vẫn phải phó thác việc phán xét các nhân vị cho sự công bằng và lòng thương xót của Thiên Chúa trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1861. Cho nên chẳng một linh hồn nào vào hỏa ngục rồi mà lại được cứu hết. Đức Mẹ khuyên chúng ta làm việc sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ là để cầu nguyện cho những kẻ có tội được ăn năn thống hối trở về mà được cứu, chứ không phải nhằm cứu các linh hồn đang ở trong hỏa ngục. Đó là câu trả lời của cha Hà Văn Minh thuộc giáo phận Phú Cường. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ thông tin và người ta chưa bao giờ dễ dàng tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng như thời nay, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và chúng ta cũng có thể liên lạc với nhau. Thế thì ngày nay chúng ta không thể nào biện minh cho chính bản thân mình là chúng ta không biết Chúa Giêsu là ai. Bởi chúng ta, nếu chúng ta không muốn biết Chúa Giêsu là bởi vì chúng ta cố tình không muốn biết về Ngài mà thôi. Và chúng ta nói rằng chúng ta không tin Ngài, thì hẳn nhiên đó là lỗi của chúng ta. Và điều kiện mà luôn luôn Chúa Giêsu đưa ra đều phải đi kèm với những sự nỗ lực của chúng ta, sự cộng tác của chúng ta khi chúng ta muốn nhận bất kể một ơn lành nào. Một người què, một người mù muốn đi được thì cũng phải chấp nhận sự chữa lành của Chúa. Như dân riêng của Chúa, dân Israel xưa muốn chữa được khỏi con rắn bị cắn thì cũng phải tin và nghe lời chỉ dẫn của ông Mô-xê mà nhìn lên con rắn đồng được treo lên cao. Thì cũng vậy,
Chúng ta muốn được ơn cứu độ thì hẳn nhiên chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu và con đường mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi. Sứ vụ truyền giáo không chỉ là ở nơi các vị giáo sĩ, tu sĩ, mà ở nơi từng con người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào trong thế gian này, và chúng ta được đặc sủng là con của Thiên Chúa, và chúng ta được nhận ơn đặc biệt là chúng ta đã nhận biết mình là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy chia sẻ niềm vui đó cho những anh em đang còn thất lạc ở ngoài kia, chưa biết Chúa là ai. Còn chuyện người ta có tin hay không, đó là quyền tự do của người ta. Phía chúng ta, những người đang tin vào Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, đang tin tưởng vào sự hướng dẫn của giáo huấn của giáo hội, chúng ta hãy nói theo trách nhiệm của chúng ta về Chúa, về giáo hội, để dẫn dắt anh chị em của chúng ta biết về Chúa và về với Chúa. Chuyện dẫn dắt đó là chuyện của chúng ta, chuyện giới thiệu là chuyện của chúng ta phải làm. Còn chuyện tin hay không đó là quyền tự do của anh chị em. Nhưng điều quan trọng chúng ta có nói về Chúa, có giới thiệu về Chúa cho anh chị em của chúng ta hay không, đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Bởi chính Chúa Giêsu khi Ngài về trời, Ngài cũng đã chia sẻ và Ngài cũng ra một lệnh truyền quan trọng là các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 7 tháng 3 năm 2024, Ngài có cuộc gặp gỡ trong các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha Ngài khuyến khích họ đừng nản lòng trước những vụ bê bối lạm dụng trẻ vị thành niên, nhưng luôn tiến bước để giáo hội luôn luôn là ở mọi nơi, là nơi chốn mà mọi người có thể cảm thấy như ở nhà của mình và mỗi người đều được coi là thánh thiêng. Mỗi người là một cá vị, là một nhân vị, là một hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta là con của Thiên Chúa, là con cái của Ngài. Chúa đã dò xét con và đã biết
con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Ngài biết con mang thân phàm trần, ngàn dấu chân con lên theo phù vân, lòng vẫn vương bao nhiêu là mối tình. Vậy mà sao Ngài cứ mãi tìm kiếm con? Ngài ngóng trông con đi hoang trở về, Ngài thứ tha khi con đang còn xa, Ngài đã ban xiêm mi và nhẫn vàng, tiệc mừng vui vì con đã về với cha. Ôi lạy Chúa đã dò xét con và đã biết con. Chúa biết con khi con đứng con ngồi, hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết con. Hay con đang suy tưởng điều gì, thì lạy Chúa từ đằng xa Ngài đã biết.